Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Kim Hồi Fashion. Ngày hôm nay mình sẽ đưa các bạn đến thủy cung để mà tham quan tại Tuyệt Tình Cốc này nha các bạn. Một buổi chiều mưa thì không thể nào đi ra ngoài được. Mình có thể mình ngồi đây mình ngắm cảnh xem hoa, nhìn cá bơi qua lại rất là nên thơ. Một video rất là lãng mạn và rất là thích thú. Mời các bạn hãy cùng với mình xem qua nha. Và đầu tiên mến chúc các bạn một ngày thật là bình an và luôn luôn vui vẻ nha các bạn. Cây kiển thôi chứ không có cảnh trí gì nhiều hết trơn. Nếu như mà không có bão bùng á thì mình sẽ đi ra ngoài mấy cái chỗ mà cánh đồng nó ruộng rồi đó, mình ruộng lúa rồi đó mình quay thì nó rất là đẹp. Còn bây giờ ở trong nhà không, tại mưa quá chừng luôn rồi thì cũng sắp tới ngày về rồi, cho nên là đi có mấy ngày Và tới ngày hôm nay, trưa nay là thầy và sư cô sẽ cúng đàn tràng dược sư hai món, đó là bánh mì kẹp chả và đậu hũ, với lại một món nữa đó là bún riêu, còn món ngọt là thầy mua chè đó, cúng cho đàn tràng dược sư. Ngày hôm nay là ngày thứ ba và đây là thầy để trong cái bao rất là sạch sẽ, khi mình đem lên mình cúng á các bạn thì nó rất là vệ sinh nha. Thì nghe nói ở trên người ở trên á thì người ta sẽ có phép biến hóa, người ta sẽ ăn bằng cách là người ta sẽ biến hóa ra, cho nên mình chỉ là bài như thế này thôi nha. Đây, tô bún riêu. Đó, mình phải bọc lại, không thôi là mấy cái con này con kia nó bu vô rồi một lát mình ăn không được. Đây một cái dĩa rau ha. Còn đây là bánh mì kẹp chả nè, hấp dẫn lắm. Chả chay nha các bạn. Ha, rồi. Mình sẽ mở cái nồi ra. Đây, nồi riêu cua. Rồi thì sau khi cúng ngọ xong rồi mình có thể dùng bữa được rồi, mời các bạn hãy ăn bún riêu với lại cùng với chị em mình nha. Đây cô sư cô nấu bún riêu chay ngon lắm các bạn. Ủa ớt cái hối rồi bố lạnh hả cô?
miếng vô hả, kiểu vô. Nhưng mà nó bị nát nè cô ơi, thầy ơi, nó bị nát, bún nó bị nát. Xin mời cả nhà. Nó hơi bị nát. Cái này cái bún nó hơi bị nhão. Mình không biết chưa đạt nên đâu biết đâu. Rồi bây giờ sư cô với lại đi thả cá thống thanh nha cả nhà. Đây là cháu của sư cô Quảng nè, đó. Nhớ nè, cả nhà mình đi. Này cá kiển mà. Ủa cô tính mua không là tôi mua cá gì? Mua cá bự á hả? Cá mùi hoặc là cá màu á. Cá này là ra phóng xanh là cá lớn ha. Có còn cái nào? Ồ cái này toàn cá. Tôi không có. Cái này là cá kiển nè, nhiều con cá đuôi màu đẹp quá trời nè. À, các bạn biết không, ý đồ của thầy là muốn tụi mình đi mua cá về để mà làm một cái lễ phóng sanh ha. Nhưng mà rốt lại rồi thì ra chợ hết cá và để phóng sanh. Thành thể đi mua cá này phóng vô hồ. Cá cà, cá kiển nè. À, nó có nhiều màu đẹp lắm bởi vì mới mua cái hồ cá đẹp lắm. Bây giờ mua cá này mình phóng vô hồ nha các bạn. Cặp hả? Cặp, mua lại cặp chứ. Cái đầu mua chiêu rồi. Vô hai con là nó đá. Đúng rồi. Một con một và nó không đá. Sợ nó đá người ta đó, toàn cô đá, mấy con này nó thiệt khô à. Nó đá, nó động mẹ, nó đá. Nó ăn thịt luôn á. Đồ đá thịt luôn á. Con này nó hiền nè. Mấy con này là nó hiền hết. Cái này thả hồ kiếm bao đẹp luôn. Thả hồ kiếm bao đẹp. Bữa đi vô đây rồi tự đi về cái tháng thả cho hồ kiếm đi. Con 5 ngàn hả cô? Con này rẻ. Con dạ quan là 5 ngàn. Vậy có 5 ngàn mà đẹp vậy? Mua mẹ những con sao? Cô ơi, cho nó có chạy chạy đâu vậy? Còn như lấy số lượng từ 100 con là 3 ngàn một con. Ở đây chứ. Là bán cô sắc. Cái này là con đẹp. Con đó hả? Tâm kỳ. Em tính tiền con đi quay. Tâm nè. Tre vậy đi. Em tính tiền con đi. Nãy là 10 con hả? Là 150 nè. Cái đó 8 con hả? Con. Đây là cái chỗ này là bán cá kiển không à. Bây giờ là chung quanh cũng Trà Vinh thì đa số là ruộng lúa với là vườn dừa. Vườn dừa với vườn chuối rất là nhiều các bạn. Dừa bây giờ còn có 2.000 một trái là rẻ rề luôn. Đó, mình giờ thấy rẻ quá mình là mua về mấy trái với lại chuối một nải có 5.000 là rẻ vô cùng. Ở đây thì vậy đó. Đó, nhìn thấy cánh đồng cũng đẹp, cái cỏ quá trời. Đây dừa là dừa lùng lùng không à. Ờ, mấy chục triệu nãy nó nghe nó nói á. 6-7 triệu. Mua cá không mà mất hết mấy chục triệu. Vậy vậy? Nuôi về nuôi chết á, nó nói là phải thả để vậy nè, 15-20 phút. À, vậy hả? Phải để vậy. Cho nó giờ nó thấy làm quen với môi trường. À. Ui, nó ngợp làm sao? Có ngợp đâu. Nó... cột rồi đó. À, nó kêu thả vậy đi rồi lát mới mở ra hả? Lát 15 phút sau mới mở ra, nó là quen với môi trường rồi đó. À. Bây giờ ta có kinh nghiệm, ta kêu mình làm. Thả ra. Thả đi, thả đi. Thả chưa, thả chưa? Thả một bài rồi. Ăn bày ra thả cá này là cá 7 màu. Ê, 3 màu 4 màu vậy đó. 3 4 màu à. Con này là nó sống mạnh lắm nè. À. Con này là cá gì kêu là cá cọp vàng hay gì? Cá cọp vàng, cá ngựa vàng, cá gì đó không biết nữa, sao bữa hổng hơi kêu vậy. Đủ màu hết trơn ha. Đây.
có cá giả nữa kìa, cá giả bự hơn cá thiệt. Cá giả là cái hang cho nó chui vô con. Đó, cái bự nó là cái hang á. Này mấy người nó bán cá nó xạo, cá này đẻ hết trơn. Nó lấy cá con rồi nó bán cá cá cụ. Thả vô. Giống như ở dưới thủy cung vậy. À, các bạn thấy không? Giống như ở dưới thủy cung vậy, thấy không? Cá lội tung tăng. Cá giả, giả giả thật thật, giả giả thật, lẫn lộn. Trời ơi nó chạy kìa. Có rùa nữa nè. Vui thú Điền Viên là chỗ này nè. Có oxy cho nó thở. Thả hết vô rồi hả? Nó đang chạy lăng tăng kìa. Cá này đẹp. Nó vui quá tại vì nó cái hồ này nó rộng nè. Con nó chạy quá trời. Thêm cá con nãy nè, nó cho theo đó. À, dễ thương nha. Hai con hả? Khuyến mãi hai con á hả? Lại mới bóp thành cá này nè. Thành cái cá bự này nè. Nhưng mà nó lội ra tại vì nó không có đủ tiêu chuẩn. Nó không lớn. Nhỏ vậy hoài. Ốc thì nó đuôi vô mới đẹp. Ở đuôi chưa có, một giờ mới có. Có cá sấu. Và cá sấu này nổi chứ có gì. Sấu này nổi. Cá sấu thì nổi trên phía trên. Có con cá sấu bơi bơi kìa. Nè mấy con cá này nó chui vô rong nè, thấy không? Mấy con cá này nó chui vô rong. Nó thích rong. Người tu hành sau những buổi tụng kinh niệm Phật và ngồi thiền thì các sư cô có thể ra ngoài sân ngắm cây cảnh, cá kiển. Đây là một cái niềm vui của người tu. À, cây cốc thả. Ở đây có một cây cốc này cả nhà. À, cái cây cốc này là giống Thái nha. Nó không có hột nha các bạn. Nhưng mà nó chua vô chua lè. Hồi nãy mình ăn thử trái. Giống như ở dưới thủy cung. Cá bơi lặn.
mình có thể, nếu như mình có nhà rộng ha, mình có thể có một cái hồ cá như thế này. Khi mình làm việc mệt nhọc, mình có thể ra ngắm cá bơi lội cũng vui. Các bạn có biết cái hồ này thầy mua được là ở dưới Trà Vinh, nó bán 1 triệu mà kiến dày lắm nha. Rồi thì những cái đồ vụn cũ thì thầy đã sắm lâu rồi, tại vì ước mơ có được một cái hồ cá như thế này nha. Rồi cá đó thì mua khoảng chừng 1.000 một con cá, thì hết tất cả bao nhiêu đây là khoảng 400.000 tiền cá đó. Cá ba đuôi, cá tàu, cá có nhiều cá màu mè đẹp ghê ha. Đây, thầy và sư cô rất là thương chó mèo, nuôi mấy con chó dễ thương nhưng mà được nuôi hả gần 10 năm nay rồi đó. Mấy con chó này cái chân nó lùng sủng mà. Trời ơi, mày quẻ dãy ra chừng bung ve cho người tao có gì không, thấy nó gãy rồi vậy, nó không ve sao nó gãy rồi vậy. Con kia là con Coca hả? Con Coca nè, Coca-Cola, Pepsi, soda nè, hoa qua nè, Kitty là con tóc. Đây. Nhiều chuyện quá, đi ăn không lo ăn, đi lo dạo dãy rồi cứ bung rủ rồi cứ bung ve cho người ta. Mấy con chó này là cái giống, nó là cái giống lùn, nó lai nha các bạn, cho nên nó đẹp vậy đó, lông xù đẹp lắm mà hai sư cô rất là yêu quý, cho nên là nuôi rất là kỹ, sạch sẽ lắm. Và mà nó có cái là nó hay sủa hùa nhau đó, ai đi ngang qua nhẹ nhàng chút xíu nó cũng sủa nữa các bạn, cho nên ai ở gần cũng mệt lắm á. Nhưng mà thôi kệ vậy, thì có làm bạn với mấy sư cô cho mấy cô đỡ buồn đó. Và cảnh vui thú điền duyên của thầy và sư cô tại Trà Vinh đến đây là mình sẽ xin khép lại nha các bạn. Và hẹn các bạn ở video tiếp theo, là phần cuối của chuyến đi Trà Vinh của mình. Và mình cũng rất cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã xem và ủng hộ mình rất là nhiều. Nếu như các bạn mà có thích thì hãy đăng ký like và nhấn chia sẻ để cho mọi người cùng xem nha. Rồi bây giờ thì mình xin chào tạm biệt nha. Chúc cả nhà mọi sự được bình an và gia đình luôn luôn hạnh phúc. Xin chào tạm biệt. Bye bye.